là cái đèn đèn cái đèn bàn. Ai có nhu cầu làm đèn bàn thì liên hệ với mình. Đây là cái đèn bàn của con thú, đèn bàn là một cái ly thủy tinh, được làm từ ly thủy tinh. Đây là một cái vỏ điện thoại được gắn đèn led này. Đây. Đây là một cái chai thủy tinh. Ai có nhu cầu làm đèn đèn bàn thì liên hệ với mình. Đèn bàn thì những vật rất đèn bàn nguồn là 5V, nguồn là cung cấp từ những cục sạc điện thoại. Chúng ta có thể làm những cái đèn bàn rất đẹp. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.